Trường Giang bảo là anh ơi tối nay ghé quán em đi. Đó là tối nay em có làm, em có mới câu được con cá cá mú mười mấy ký ngon lắm, anh để em làm dành mà chế biến dành một vài món chậm sâu sát sát vô đó. Đúng rồi, lấy nét luôn, lấy cái ngón tay chỉ vô nó cho nó nét rồi, được không, đẹp không? Rồi đây là cái món gà huyền thoại mà Coleman cực kỳ thích, món xôi gà. Gà ta xé vai ăn với xôi gà rất là ngon. Đây em bắt rồi, cảm ơn em gái đó. Ta có người ta mấy ông trợ lý, người ta dậy ai trợ lý mà cái bên giận không. Rồi còn cái món này là đáng cho lên tiết lộ nó là món gì, đang giấu lại, bây giờ mình làm thử trước cái này nha. Rồi mình hấp dẫn nè ha. Đây anh cấp cho em một đũa nè, được chén này. Ở ăn là phải review luôn đó, chứ không phải ăn cười không đâu nha. Gặp cái cờ cho bé Thiên Lý Sa Bò. Rồi đây nó có da ngon lắm, nhưng mà thật sự là Coleman ngại ăn da lắm, sẽ gấp da cho người khác. Ai ăn da đây? Đây đây món gà Ruti đừng hấp dẫn lắm luôn, có đừng xoay sở gì hết nha, cầm vừa vừa thôi, chất mặt lắm đó, thật sự là cũng khó lắm nha mọi người. Nước sôi cái sôi này mọi người thấy là tại sao mà sôi nó vàng không? Đây là cái nước gà, nước luộc gà. Thôi để Coleman múc vô cho mọi người ít xôi, chứ không mọi người lại nhăn nhó tôi nữa, khổ tôi lắm. Rồi đây, trơn xôi không? Ra vô, ra vô cho nó nhẹ nhẹ thì nó mới hấp dẫn. Đây nhẹ nhàng, từ từ. Rồi Coleman chỉ ăn một xí xôi gọi là thôi nha. Để nó có chất bột. Cái mà làm cho Coleman thích nhất ở cái gà xé phai ở đây là sao mọi người nhìn nè, xé ra rất là đều, thấy không? Đó, miếng nào nó cũng vừa vừa vặn, nó không có quá to. Có nhiều nơi mình xé, cho nên các nơi đó mình xé ra cái miếng mà một là nó quá to, hai là quá nhỏ, không đều tay, ăn nó không ngon. Cho nên đặc biệt ở đây là mình nói chủ quán đây, đó các miếng nó đều kích cỡ đều ngang ngang nhau hết. Đúng ra mình cầm cái này mình gặm nó đã nè. Đây vô đi. Thơm ngon ha. Đó bạn Thảo Nguyên nói rồi, thơm ngon quá, không bị khô. Thôi mình gặm tiếp. Khó nhất là gà, phải bóc. Rồi đồng con em cũng còn. Và đây là cái món thứ hai mà Coleman muốn bất bí mật với mọi người, đừng coi thường món này. Đây là gỏi mít trộn, đúng không cưng? Gỏi mít trộn. Đây, sorry là bây giờ bắt đầu mình thử cái món này. Hình như là phải chế nước mắm chua ngọt vào á. Kiếm cái dĩa bỏ xương để nó nhìn nó hơi mất thẩm mỹ. Đây clear liền, đúng. Yeah. Rồi bây giờ thì Coleman sẽ chế cái nước mắm chua ngọt này bạn nghe. Ổ quay hướng bên kia nó sáng hơn. Rồi bây giờ Coleman sẽ trộn lên. Đó nói chung là mình đã ăn món ăn của người miền Trung á thì mình phải chấp nhận ăn cay,
phải cay một chút thì mới ngon. Các bạn nào mà không ăn cay được á thì sẽ khó ăn các cái món miền Trung ngon lắm, đúng không con? Đó, thấy chưa, hỏi rồi. Rồi bây giờ có ai muốn ăn này không? Đây Như Quỳnh, cho Như Quỳnh cái rồi cho Như Quỳnh một bữa phụ luôn, rồi ăn bít no luôn, khỏi ăn cái khác luôn. Cái này là làm mồi nhậu là bá phát nha. Đó, mít non. Mít non, gỏi mít non tôm thịt. Nếu mà nói chính xác là gỏi mít non tôm thịt. Cái tôm này nhỏ chứ nó không có tôm bự, tôm to lại không ngon đâu. Tôm này giống tôm sông quá. Vị rất là vừa, đã chế nước mắm chua ngọt vào nhưng mà không bị mặn. Trường Giang là một trong những người mà Coleman nghĩ rằng là cái khẩu vị rất là hay. Nếu mọi người có xem Thiên Đường Ẩm Thực và nếu mà đã từng yêu thích Trường Giang trong Thiên Đường Ẩm Thực thì Coleman cũng xin chia sẻ là Trường Giang là rất là chuẩn. Trong 4 mùa Thiên Đường Ẩm Thực vừa rồi là đúng là không có ai có thể thay thế Trường Giang ở cái vị trí ông Hoàng Hạnh Phúc được. Bạn không chỉ ăn được ăn, bạn không chỉ là khẩu vị tốt mà bạn còn nấu tốt nữa. 1, 2, 3, go. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là theo lời yêu cầu của rất nhiều bạn fan Coleman, chú ơi chú đến review quán cơm quê mười khó của anh Trường Giang đi, thì ngày hôm nay Coleman đã trở lại. Thật ra Coleman đến đây lần này là thứ 3 rồi, nhưng mà mấy lần trước chưa có mở kênh nên là chưa có review được. Đây là lần thứ 3 Coleman đến đây, và thật ra cũng là vì khán giả thôi. Mọi người đến, có đến thì có đi đâu ở đó, quận 3 cần một cái quán cơm mà ăn ấm cúng ngon, và đặc biệt là rất dân dã nha, hương vị dân dã, không gian dân dã, nhưng mà khẩu vị thì vô cùng chất lượng. Hãy đến với cơm quê mười khó số 27 Trần Quốc Thảo, quận 3 nha. Còn bây giờ thì comment xin chào tạm biệt và sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một cái review tới nữa, mà hy vọng là có bạn Trường Giang ngồi cùng. Bye bye.